Những khoảnh khắc khiến dân tình nghi ngờ về giới tính của Noo Phước Thịnh. Gần đây, Noo Phước Thịnh có lên tiếng kể về việc anh từng yêu Mai Phương Thúy, nhưng đáng lòng thay nhiều người cho rằng anh và Hoa hậu họ Mai chỉ là hai chị em. Cũng phải vì trong quá khứ, nam ca sĩ đã để lộ những khoảnh khắc muối mặt khiến dân tình không tin anh là trai thẳng. Để lộ keo bôi trơn, đây có lẽ là một sự cố mà nam ca sĩ không bao giờ quên. Vào năm 2011, trong một chương trình game show, Noo Phước Thịnh đã có dịp khoe nơi ở của mình và những cư dân mạng dỗi xôi đã thấy một vật thể khá là nhạy cảm lấp ló. Đó chính là một lọ keo bôi trơn. Sự cố này đã khiến dân tình bàn tán rầm rộ về giới tính của nam ca sĩ. Anh chàng vẫn chưa hề giải thích về sự xuất hiện của lọ keo bôi trơn năm nào. Noo Phước Thịnh để lộ lọ keo bôi trơn mà giới gay hay sử dụng. Bước ra xe ẻo lả còn hơn người mẫu. Trong một clip quay từ trên xuống, Noo Phước Thịnh bước ra khỏi xe với dáng điệu điệu đà, lả lướt. Có khi các chị em phụ nữ cũng chào thua. Tạo dáng của anh cũng cute phô mai que, chắc chắn đàn ông chẳng có ai làm vậy. Hình ảnh này thật khác xa với Noo Phước Thịnh trên sân khấu hay trong các buổi phỏng vấn mà anh thể hiện sự nam tính của mình. Câu nói mập mờ trong chương trình The Voice. Trong chương trình The Voice, sau khi thí sinh, Huyền Dung biểu diễn ca khúc Trò đùa của Tạo Hóa, ca khúc nhạc phim Lô Tô có nội dung xoay quanh người đồng tính hoặc chuyển giới. Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ về tiết mục này. Anh rất thích bài hát này của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Nó đã vực dậy tinh thần của những người thuộc giới thứ ba, đặc biệt là những người chuyển giới. Chắc chắn anh là người hiểu hơn ai hết bài hát này. Lúc này Tóc Tiên và Thu Minh cười phá lên và chỉ tay về phía Noo. Lời nhận xét của nam ca sĩ cùng thái độ kỳ lạ của các đồng nghiệp khiến nhiều người nghi ngờ liệu Noo Phước Thịnh đang tự nhận mình là người thuộc giới tính thứ ba nên có thể thấm được bài hát này. Màn livestream lộ nội y. Có lần Noo Phước Thịnh livestream ở trên ăn mặc khá là chỉnh chu với áo sơ mi trắng, áo len mỏng khoác ngoài, tóc tai vuốt gheo lượt là, nhưng khi đang mải mê nói chuyện, chiếc điện thoại phản chủ bị rơi xuống và để lộ khoảnh khắc nam ca sĩ không mặc quần, chỉ mặc một chiếc nội y cỏn con. Khỏi phải nói, sự cố này đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng với tốc độ chóng mặt. Phước Thịnh ở trên thì ăn mặc chỉnh chu, ở dưới thì không mặc quần.